Ra đường có hai dòng người, một dòng người cùng đi trên đường và một dòng người thì đứng ở trên vỉa hè. Tất cả mọi người trao cho nhau những nụ cười, trao cho nhau những cái bắt tay nồng thắm và cũng như trao cho nhau cả niềm vui. Ở thời điểm hiện tại thì tất cả mọi người đã là người bạn lớn của nhau khi mà chúng ta có cùng một niềm vui, cùng một niềm tự hào dân tộc với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm 2018. Còn một điều đặc biệt nữa là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh sẽ là con đường mà đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển từ sân vận động Mỹ Đình về khách sạn La Thành. Vì vậy nên trong một khoảng thời gian nữa thôi thì chắc chắn ở đây sẽ rất đông người. Nơi đây chắc chắn sẽ chứng kiến hàng nghìn người hâm mộ cùng với đội tuyển Việt Nam sẽ biết của đội tuyển Việt Nam đi qua đây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có lẽ ở thời điểm hiện tại thì ở trường quay cũng như quý vị và các bạn đã cảm nhận bầu không khí sôi động ở đây. Tôi ước rằng anh Quốc Khánh và các bạn có thể có mặt ở đây để cùng chung vui với chúng tôi một niềm không khí hân hoan mà có lẽ là mọi người nói là vui như Tết nhưng tôi cảm thấy rằng còn vui hơn cả Tết cả, bởi vì bầu không khí là chúng ta đã chờ đợi quá lâu rồi và thật lâu mới có được bầu không khí như này. Và chúng ta hãy cùng tận hưởng đi, hãy cùng tận hưởng đêm nay, tận hưởng niềm vui và niềm tự hào dân tộc với nhau. Vâng, xin chào lại trường quay ạ. Xin cảm ơn anh Phong Sơn, anh hãy ở nguyên đó chờ đợi chiếc xe của đội tuyển đi qua và tôi hy vọng, đặc biệt hy vọng rằng ngày hôm nay đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ đi qua con đường Nguyễn Chí Thanh này về khách sạn La Thành chứ không gọi là chim mồi ở đằng trước rồi đi vòng đường sau về đường Cầu Giấy nữa. Chúng ta chờ đợi mà thực ra là đường Cầu Giấy chúng tôi cũng đã chờ sẵn ở đó rồi. Và xe của Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì chỉ có một cái thôi và cái xe đó thì cổ động viên đã biết rồi, vâng. Không thể lừa được, không thể trốn vào đâu được, đúng không? Vâng. Chúng ta sẽ chờ đợi ở cái chỗ. Điều quan trọng là ở đâu thì cũng có khuôn hình của đài truyền hình Việt Nam. Vâng, rồi. Và cái này thì tôi cũng phải chia sẻ với các quý vị khán giả, tôi với tư cách là một khách mời, tôi nghĩ rằng đây là một sự chuẩn bị cực kỳ chu đáo của VTV và đặc biệt là ban sản xuất các chương trình thể thao của VTV, khi mà tôi phải nói là chúc mừng VTV và ban thể thao khi đã có một năm cực kỳ thành công với thể thao. Chưa bao giờ chúng ta có một năm với 3 giải đấu lớn và bản thân ở giải U23 ở Thường Châu thì VTV là những người đã dũng cảm để có thể mua bản quyền đến trận chung kết. Và tôi nghĩ rằng đến ngày hôm nay chúng ta, tôi chung kết ở Thường Châu đúng sinh nhật tôi nhớ quá. Mưa đi về, lúc đi thì tôi đầy hứng khởi trước hàng vạn khán giả trước cửa nhà hát lớn. Khi đi về tôi với vợ tôi nắm tay nhau, trời thì mưa, tôi buồn kinh khủng. Một nỗi buồn mà tôi không tả thế nào. Nhưng hôm nay thực sự là chúng ta đang có một cái kết cực kỳ có hậu cho bóng đá Việt Nam, cho cảm xúc của những người hâm mộ. Ngày hôm nay tôi nghĩ rằng là trọn vẹn cho VTV, trọn vẹn cho ban thể thao, trọn vẹn cho những con người đã theo dõi đội tuyển trong suốt một năm qua. Và trong suốt hành trình 23 năm qua khi bóng đá Việt Nam bắt đầu hội nhập với khu vực. Và tôi nghĩ rằng bắt đầu chúng ta phải nghĩ tới châu lục rồi, khu vực. Nói là anh nói đến thế giới ở đấy, lúc đó anh vừa nói thế giới rồi. Vâng, tôi nghĩ là bây giờ quay trở lại châu lục, đúng không ạ? Vâng, tôi nghĩ là châu lục bởi vì chúng ta đang có những cầu thủ vô địch ở tuổi 23, 21, 22 và cả 19 nữa. Và tôi nghĩ rằng là 4 năm nữa nó không phải là một điều gì được quá xa vời với chúng ta, khi mà Thái Lan họ đặt mục tiêu đấy từ lâu rồi. Nhưng chúng ta với lứa cầu thủ này, chúng ta phải nghĩ tới điều đó và tôi nghĩ là các em có thể làm được. Nếu mà là tôi mà là ông Park Hang-seo ấy thì là đây chính là khoảnh khắc mà chúng ta vừa mới ăn 1-0 xong đấy, và tôi phải nói với anh là phải kiềm chế một chút, nhưng nói thế thôi. Nhưng riêng ngày hôm nay bởi vì anh Cương cũng cùng với cả các vị khách mời tham gia nhiều chương trình bình luận bóng đá cũng đều biết rằng cái cảm giác mà chúng ta cứ phải kiềm chế bởi vì chúng ta chưa vô địch. Thế nên chúng ta có nói gì, có hô Việt Nam vô địch thì chúng ta cũng vẫn phải kiềm chế một chút nữa. Thôi, ngày hôm nay cứ thoải mái rồi ngày mai chúng ta kiềm chế sau. Và chương trình này rất là dài, các anh cứ nói thoải mái đi. Vâng, anh có thể nói thế giới rồi các cái mục tiêu khác đều hoàn toàn, ngày mai chúng ta sẽ kiềm chế trở lại và chúng ta sẽ đặt những mục tiêu thực tế hơn và chúng ta sẽ xem xét cặn kẽ từng vấn đề. Nhưng tôi chắc chắn rằng có một khi mà anh Thành Trung gửi lời cảm ơn VTV và bày tỏ sự ngưỡng mộ với chúng tôi trong một năm qua, tôi cũng muốn nói rằng có lẽ là anh đang thực sự cảm thấy may mắn khi vào thời điểm này đang ngồi tại đây và thỉnh thoảng lại được nhìn thấy đường phố. Và anh biết chắc là anh không thể về nhà vào thời điểm này rồi, anh sẽ lại đi bộ thôi, nhưng mặc dù hôm nay không mưa. Tôi phải nói thật sự là tôi cũng có một lời hứa với những fan hâm mộ của bóng đá Việt Nam khi mà trận bán kết lượt về chúng ta giành chiến thắng. Tôi sau khi ở trường quay, tôi đã về nhà lấy xe máy cùng với vợ mình. Tôi đi đúng một vòng Hà Nội và tôi đứng ở ngã tư Bà Triệu và Hai Bà Trưng. Tôi đứng ở đó khoảng hơn 1 tiếng chỉ để chụp ảnh với những người yêu bóng đá và những người yêu mến tôi. Và tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và tôi cũng đã leo lên một chiếc ô tô. Và ngày hôm nay thì tôi có lời hứa là nếu Việt Nam vô địch tôi sẽ đứng ở đó đến 3 giờ sáng. Nhưng bởi vì tôi không đến được thôi. Vâng. Vì 3 giờ sáng chưa chắc đã tới được đó ạ. Vâng, bây giờ anh chỉ có 2 phút sắp tới để ra chụp ảnh với các cổ động viên, bởi vì chúng tôi sẽ chạy chương trình quảng cáo của mình và chương trình của chúng tôi sẽ quay trở lại trong 2 phút sắp tới, và quý vị có thể chờ đợi những điều bất ngờ từ cuộc diễu hành với chiếc cúp. Tất nhiên ngày hôm nay chưa có cuộc diễu hành đặc biệt như chúng ta đã từng thấy khi mà đội tuyển giành chức Á quân khu vực châu Á ở độ tuổi U23 đâu. Nhưng ngày hôm nay là cuộc diễu hành của những niềm vui sướng trên khắp nẻo đường của đất nước, và chúng ta hãy cùng chờ xem. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong 2 phút nữa thôi. Sẽ anh con khi nhà đã ngủ ngon. Sẽ hát tiêu diêu đôi mắt quay tròn tròn. Tay cầm vô lăng sức thì quá lưới. Đường về đêm nay sao mà thấy nó dài thòng. Anh mệt hả? Em mời bác tài dùng thử. Giới thiệu lon mới từ nước tăng lực Việt. Kết sau chiến thắng của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018, nơi mà chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị không khí ăn mừng chiến thắng trên cả nước. Chúng ta đã là những nhà vô địch. Và đây là góc máy của Đài Truyền hình Việt Nam tại Hồ Hoàn Kiếm vào thời điểm này. Góc máy của chúng tôi đặt ở phía trước đài phun nước, và quý vị có thể thấy, tôi có thể nói một điều chắc chắn là như thế này. Đường sẽ còn đông hơn rất nhiều, bởi vì cổ động viên từ khắp mọi nơi đang đổ về đây, đang đổ về những khu vực trung tâm. Và tôi cũng nghĩ rằng là rất nhiều cổ động viên đang chờ đợi chiếc xe buýt của đội tuyển quốc gia Việt Nam, nơi mà chiếc cúp sẽ được đưa về khách sạn của đội tuyển. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với thành phố Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, cũng là một nơi mà chắc chắn là nhiều người muốn tận hưởng bầu không khí chiến thắng vào lúc này. Phóng viên Hoàng Giang của chúng tôi đang có mặt tại đó. Vâng, thưa quý vị, đây là không khí ở phố đi bộ Nguyễn Huệ khi mà trọng tài chính nổi còi kết thúc trận đấu. Quý vị có thể thấy là thực sự không khí đã vỡ hòa. Chào bạn, cảm xúc của bạn như nào? Tuyệt vời, yeah. Bạn nghĩ như nào về trận đấu của đội tuyển của Việt Nam hôm nay? Tuyệt vời. Còn bạn ấn tượng với cầu thủ nào nhất trong trận đấu này? Quá hài, tất cả cầu thủ luôn. Xin chào anh. Trận đấu hôm nay chúng ta giành chức vô địch thì cảm xúc của anh? Việt Nam vô địch. Như vậy là sau 10 năm chờ đợi, bóng đá Việt Nam lại vô địch giải Đông Nam Á. Và đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ của hàng triệu cổ động viên Việt Nam. Thêm một khoảnh khắc ấn tượng thứ hai trong cái chương trình đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, đúng không ạ? Chị cổ động viên thì nói rằng là tuyệt vời. Chị có thể nói cầu thủ nào vẫn tuyệt vời. Đấy là cái minh chứng rõ nét cho việc mà chúng ta phải mất 2 phút để chúng ta thực sự hiểu là chúng ta đang nói điều gì vào thời điểm này. Và chúng tôi hết sức lưu ý rằng là các vị phụ huynh mà bế con nhỏ trên vai vào ngày hôm nay khi mà trả lời phỏng vấn thì đừng có nhảy theo nhịp nhảy của các phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị đang theo dõi chương trình đặc biệt của Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật ngày vui chiến thắng của bóng đá Việt Nam tại AFF Suzuki Cup năm 2018. Vừa rồi là những hình ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì đường phố chưa được đông như cái ngày mà chúng ta đón đội tuyển ở Thường Châu, nhưng rõ ràng ngày hôm nay chúng tôi không so sánh cái việc mà chiến thắng nào quan trọng hơn, ngày vui nào quan trọng hơn, nhưng rõ ràng cái cảm giác mà chúng ta đạt tới cái đích cuối cùng trong một năm cũng là một điều rất đặc biệt, đúng không anh Như Thuần, người đã ngồi cùng với chúng tôi trong chương trình đón đoàn? Vâng, tôi còn nhớ như in cái ngày đón đội tuyển U23 từ Thường Châu trở về, và chúng ta đã làm một cái chương trình truyền hình trực tiếp kỷ lục của Đài Truyền hình Việt Nam với hơn 7 tiếng đồng hồ. Và hôm nay tôi sẵn sàng để phá cái kỷ lục đó anh Khánh ạ. Và nếu như có thể thì chúng ta ngồi đây đến sáng mai cùng với mọi người, bởi vì ngày mai là ngày Chủ nhật. Tôi không biết được rằng là ngày mai Chủ nhật thì cái kế hoạch ăn mừng của người dân Việt Nam ở đường phố Hà Nội và các tỉnh sẽ như thế nào. Tôi có kế hoạch rồi. Báo cáo anh là cả ngày mai là tôi luôn mặc áo cờ đỏ sao vàng trên người, dù làm bất cứ một việc gì. Sáng mai tôi có một chương trình ở Hải Dương, nhưng báo cáo anh là tôi cũng xin phép ban tổ chức là tôi mặc áo quốc kỳ để tôi làm chương trình. Ít nhất là hết ngày mai, với tôi là như thế. Xin phép được chia sẻ cùng với các cổ động viên của chúng ta ở phía kia được không ạ? Bởi vì họ đã nhìn thấy những hình ảnh rất là đẹp trên đường phố của thủ đô Hà Nội. Chị Nhung Anh, chị có thể hỏi những cổ động viên Hàn Quốc ở đó xem là cảm xúc của họ như nào khi nhìn thấy những hình ảnh trực tiếp của đài truyền hình Việt Nam, những đường phố từ Hà Nội cho tới thành phố Hồ Chí Minh. So Michael, you've been here for a while, but before you didn't ever see, you didn't expect to see that crowd, right? Anh Michael, anh đã ở Việt Nam được một vài ngày rồi và anh cũng đã trải qua trận chung kết lượt đi, nhưng mà có phải rất là ngạc nhiên khi mà nhìn thấy hình ảnh đông người như vậy không ạ? I never expect like that. I think this is really, I mean, your love of football is really extremely high. It's wonderful, wonderful. Vâng, và anh Michael thì có nói là tình yêu của bóng đá của người dân Việt Nam thì rất là tuyệt vời. Và where do you go after this show? Actually, I want to go to my home place, but I don't want to go. I want to join your all crowds. Yes, thank you. Hôm nay anh Michael nói là anh ấy không muốn về nhà, và anh nói nếu mà ra đường đông quá thì liệu là anh có thể mượn trường quay một chỗ để ngủ tạm qua đêm đến lúc mà đám đông tan đi được không ạ? Vì anh cũng rất muốn ở đây ạ. Bởi vì sau chương trình này thì chúng tôi cũng sẽ ra phố, anh có thể thoải mái chọn một chỗ ở trong trường quay của đài truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ thì chúng ta vừa nhìn thấy những hình ảnh từ thủ đô Hà Nội, những tòa nhà vào thời điểm này thì chắc chắn nếu có điều kiện thì đều đã để lá cờ quốc kỳ Việt Nam vào thời điểm này. Những hình ảnh liên quan tới bóng đá, chúng ta vừa nhìn thấy tòa nhà Euro Window xong. Và còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với thành phố Huế xem sao. Thành phố Huế trầm mặc của chúng ta ngày hôm nay trong lễ ăn mừng chiến thắng nó sẽ như thế nào nào. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Những ngày này bầu không khí ở Huế mưa to và thời tiết cũng rất lạnh, nhưng trong bầu không khí này tôi và tất cả những người hâm mộ ở đây đang cảm thấy vô cùng nóng. Sức nóng từ sân vận động Mỹ Đình đã lan tỏa đến thành phố Huế và lan tỏa trên khắp nơi trên cả nước, và sức nóng từ chiếc cúp vàng vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ngày hôm nay là một ngày lịch sử của bóng đá Việt Nam, và trong bầu không khí này sẽ rất là thừa thãi khi chúng tôi muốn hỏi cảm xúc của mọi người ở đây là như nào, bởi tất cả lúc này trái tim người hâm mộ trên khắp cả nước sẽ chỉ có một câu nói mà thôi: Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Em nói là các cầu thủ của Việt Nam rất tuyệt vời ạ. Việt Nam ơi, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Đó là phóng viên Phạm Anh của đài truyền hình Việt Nam đang có mặt tại thành phố Huế vào thời điểm này. Còn bây giờ xin trở lại với trường quay. Các cổ động viên thì bây giờ đang thưởng thức bầu không khí ở khắp mọi nơi trên cả nước, và tôi muốn anh Việt Khuê hỏi các cổ động viên rằng là vào thời điểm này họ thực sự khi mà họ nhìn thấy tất cả các hình ảnh mà đài truyền hình Việt Nam gửi đi thì họ đang muốn có mặt ở đâu nhất vào thời điểm này? Vâng, thưa anh Quốc Khánh, thưa các cổ động viên, thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là các cổ động viên ở đây thì đều rất là mong muốn ra đường hòa mình vào cái bầu không khí rất là tuyệt vời ngoài kia ở các thành phố, ở Hồ Gươm, ở Huế, ở Nguyễn Chí Thanh, ở rất là nhiều nơi. Nhưng mà sau khi suy nghĩ một cách đắn đo thì các bạn nói rằng là có tâm sự với tôi rằng là bây giờ đi đâu cũng tắc rồi. Tốt nhất là ăn mừng ở đài truyền hình Việt Nam S12 là một bầu không khí cũng rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Rất tuyệt vời ở đây. Vâng, và ở các cổ động viên ở đây thì khi mà chứng kiến rất nhiều những hình ảnh mà các phóng viên của đài truyền hình Việt Nam, của ban thể thao đã đưa về, đã truyền tải từ khắp mọi miền của Tổ quốc, và rất nhiều những tuyến phố, rất nhiều những cảnh ăn mừng, thì có những bạn cũng rất là thích cái kiểu mà đấy, đã vừa nói lại vừa nhảy kiểu này, rồi có bạn lại thích cái kiểu mà tuyệt vời, vâng, rất là tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ thì các cổ động viên ở các nơi khác họ đã ăn mừng kiểu đấy hết rồi, cho nên là bây giờ các bạn sẽ phải có những cái kiểu ăn mừng khác. Vâng, bạn sẽ ăn mừng như thế nào ạ? Em sẽ ra ngoài đường hòa mình vào không khí với mọi người ạ. Lúc nãy bạn vừa nói với tôi là tắc đường không đi được, bây giờ lại bảo họ ra đường. Không ra được đâu. Vâng, bây giờ tôi sẽ hỏi một em nhỏ. Cháu mấy tuổi rồi? Cháu năm nay là 11 tuổi ạ, cháu học lớp 6 ạ. À, cháu học lớp 6 à? Cháu thấy đội tuyển Việt Nam đá thế nào? Cháu thấy đội tuyển Việt Nam đá rất hay, với một người thầy giỏi về chiến thuật và về động viên tinh thần cho các tuyển thủ để khi đá mấy cái trận khó khăn như là trận Malaysia vừa rồi và các trận khác. Đấy, mọi người thấy không? Học sinh rất là ngoan, như bao giờ cũng nghĩ đến thầy đầu tiên. Các cầu thủ đá rất hay nhưng mà phải nhờ người thầy có một chiến thuật rất là giỏi thì mới đá như vậy. Và trên tay cháu là một chiếc kèn, đúng không? Vâng, bây giờ cháu thử biểu hiện cái cảm xúc ăn mừng mình sau chiếc vô địch của đội tuyển Việt Nam xem nào. Kèn hay trống tùy cháu. Đấy là cảm xúc của cháu đấy. À, bằng kèn, xin mời. Xin cảm ơn anh Việt Khuê, cảm ơn các cổ động viên. Còn bây giờ tiếp tục với chương trình ngày hôm nay. Thì bây giờ vào thời điểm này khi mà điểm qua không khí trên tất cả các tờ báo thì tôi thấy rằng là báo điện tử thì kênh SBS liên tục cập nhật những diễn biến từ phòng họp báo rồi những diễn biến tiếp theo của buổi tối ngày hôm nay, và chắc là họ cũng rất mong muốn có được cái hình ảnh như của Đài Truyền hình Việt Nam. Bởi vì rất nhiều những cổ động viên Hàn Quốc sau khi xem xong trận đấu này chắc cũng muốn xem là cái lễ ăn mừng ở Việt Nam như thế nào, đúng không các anh? Nếu mà chúng ta biết chắc là sẽ vô địch. Mặc dù chúng ta đã rất là tự tin khi triển khai các thiết bị máy móc và kế hoạch sản xuất ở nhiều điểm cầu rồi, nhưng nếu mà chắc chắn một lần nữa vô địch thì cũng có thể ra một cái không sẽ có thể đặt vấn đề với họ là họ có thể mua bản quyền cái như vậy để sản xuất truyền hình, nhưng mà cái dẫu sao nó cũng là câu chuyện về thương mại, cho nên không thể nói trước được, đúng không? Vâng. Cho tới thời điểm mà khi trận đấu kết thúc khoảng độ 20 phút thì tất cả những trang báo điện tử của Malaysia thì hầu như là chưa cập nhật được kết quả cuối cùng của trận đấu. Không biết là họ không muốn làm điều đó hay là cái sự quan tâm bóng đá ở Malaysia thì nó không được như vậy. Đấy cũng là điều rất là bình thường thôi, và nó tạo cho tôi một cái cảm giác, anh Thuần với anh Trung ạ, đó là cảm giác nhiều lúc mà tôi đã nói ở trong cái chương trình của mình. Tức là chúng ta, ví dụ như chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trước đội tuyển Philippines chẳng hạn, nhưng mà đến đó khi mà cố gắng để mua một tấm vé vào sân thì nó rất là đơn giản. Nên nhiều khi tôi cứ muốn nói rằng là giá như mà cái sự cuồng nhiệt của cổ động viên tăng thêm sức mạnh cho đội bóng. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng, mọi người có nghĩ rằng đó là một cái chiến thắng rất là xứng đáng cho một đội tuyển, cho một đất nước thực sự yêu bóng đá? Quá xứng đáng. Anh Thuần sẽ nói trước. Vâng, tôi nghĩ rằng đó là một chiến thắng cực kỳ xứng đáng cho đội tuyển của chúng ta ở trong cái kỳ AFF Cup lần này. Có thể chúng ta sẽ sau này chúng ta sẽ có thêm được nhiều chức vô địch nữa. Thế nhưng cứ mỗi một lần vô địch thì chúng ta lại cứ so sánh cái chức vô địch nọ với chức vô địch kia. Nhưng với tôi thì chúng ta hãy tận hưởng đi. Hãy tận hưởng đi. Và sau cái chiến thắng này thì đương nhiên rồi, người hâm mộ sẽ phải trải dài cái niềm vui của mình ra, có thể từ giờ đến Tết. Thế nhưng những người những người làm bóng đá thì họ luôn luôn đặt cho mình một cái hoạch định chiến lược rất là rõ ràng sau những cái chiến thắng như vậy. Ví dụ như anh Trung đã nói, bây giờ chúng ta có thể nghĩ đến khu vực, thậm chí nếu như World Cup mà vòng loại khu vực, vâng, vòng loại của World Cup, chúng ta cũng hoàn toàn có thể đặt những cái nhiệm vụ rất là cụ thể. Có thể là mục tiêu vào vòng chung kết World Cup nó hơi xa một tí, thế nhưng lọt vào những cái vòng đấu tiếp theo nó là một việc mà chúng ta cần phải tính đến. Theo tôi được biết thì Việt Nam chúng ta chưa bao giờ lọt qua được vòng loại đầu tiên của World Cup, vòng sơ loại ở khu vực chúng ta, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ là đến lúc này chúng ta phải đặt ra mục tiêu chứ, là chúng ta sẽ vượt qua ít nhất là qua vòng sơ loại để đến với những cái đội bóng cuối cùng để chúng ta đá, để có cơ hội lấy vé. Tất nhiên lấy vé Qatar 2022 thì nghe thì nó có vẻ xa vời, nhưng nếu như chúng ta không đặt mục tiêu như thế này, ví dụ như cách đây 10 năm nếu như Bầu Đức không có một học viện trên Hoàng Anh Gia Lai, nếu như Bầu Hiển không đầu tư vào bóng đá một cách bài bản để có một lứa cầu thủ như thế này, thì tôi nghĩ là không bao giờ chúng ta có một đội bóng không những là vô địch mà chúng ta cảm thấy là chưa bao giờ bóng đá Việt Nam đá trong khu vực mà chúng ta ở cửa trên như thế. Vâng. Chúng ta luôn luôn ghi bàn thắng trước. Và quay trở lại câu chuyện cổ động viên thì tôi nói thế này anh Khánh ạ, nó có vẻ như nó còn liên quan tới cái dòng máu và cái tinh thần và cái truyền thống dân tộc, và tôi nghĩ rằng là người Việt của chúng ta có cái điều đó. Và đây là những hình ảnh trong. Vâng, anh Thuần ạ, con đường tới World Cup chúng ta sẽ còn bàn tới nhiều, nhưng con đường vào phòng thay đồ của đội tuyển quốc gia Việt Nam là con đường nóng nhất vào thời điểm này. Các phóng viên đều đang chờ đợi ở đó. Họ không được phép vào phòng thay đồ, đó là nguyên tắc, nhưng đây là điều đặc biệt mà chúng tôi có thể mang tới cho quý vị vào thời điểm này. Các cầu thủ mở bia rồi. Ngày hôm nay là ngày họ có thể được quyền uống bia, đúng không ạ? Một điều bị nghiêm cấm trong tất cả quãng thời gian diễn ra giải đấu, và chúng tôi có thể khẳng định điều đó, bởi thỉnh thoảng chúng tôi cũng có mời bia các cầu thủ nhưng họ đều từ chối. Thôi, tôi nghĩ là ngày mai họ được quyền uống bia đổ vào cúp, đúng không ạ? Vâng, cái màn này tôi nghĩ rằng nó phải rơi vào tầm khoảng độ 8 đến 10 lít mất. Anh nghĩ ai là ứng cử viên hàng đầu ở trong đội tuyển, tức là người có thể tiêu thụ được cái lượng bia này lớn nhất? Thường thì các cầu thủ phía Nam uống tốt hơn các cầu thủ phía Bắc. Cái này anh Trần có kinh nghiệm. Đây là những hình ảnh hết sức đặc biệt, Năm 2008 thì có những cái hình ảnh hết sức hiếm hoi, quay được hình ảnh các cầu thủ hát như cô Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ở trong phòng thay đồ. những hình ảnh hết sức hiếm hoi. Còn và một vài ngày sau thì chúng ta mới được nhìn thấy điều đó, nhưng ngay bây giờ chúng ta có thể thấy được không khí trong phòng thay đồ của đội tuyển quốc gia Việt Nam, những người chiến thắng. Nếu như mình có những cái hình ảnh này mà chạy trailer thì chắc SBS mua bản quyền ngay đấy. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang đứng cạnh, không hiểu ông muốn uống bia hay không mà. Công Phượng anh đang vào hình. Chúng tôi yêu cầu Công Phượng anh đang vào hình. Chiếc khăn tắm kia là rất nguy hiểm vào thời điểm này. Một trong những hình ảnh sốt ngày mai đấy. Và nếu như chẳng may có điều gì xảy ra, hình ảnh gì xảy ra, xin quý vị hết sức thông cảm. Anh thực sự là đang khiến cho chúng tôi, bóng đã đi vào khu vực 16m50 và rất nguy hiểm vào thời điểm này. Nhưng mà vấn đề chúng ta không phải là những người đầu tiên phát hiện ra Công Phượng mà là các cổ động viên nữ. Chúng ta... ai đang là người đầu tiên đây? Ai đang là người sút quả penalty đầu tiên? Wow. Thực sự là không nhìn rõ. Nguyễn Ngọc Hải, thủ lĩnh ở giải đấu lần này đấy. Lại một. Tuyệt vời quá. Wow. Chúng tôi thực sự là đang cần một chiếc cúp thật là đẹp để có thể trên đường trở về nhà. Hôm nay chắc là chưa có xe buýt 2 tầng đâu, nhưng mà sẽ có một chiếc xe buýt để cho chiếc cúp được đặt ở phía trước. Đó là điều tôi mong muốn, và chiếc cúp cần phải làm sạch nhanh chóng để có thể lên đường trở về nhà trong sự chào đón, bởi vì rất nhiều người đang đợi ở đường Nguyễn Chí Thanh như quý vị đang thấy, và cả bờ hồ nữa. Nếu như chiếc cúp ngày hôm nay có thể ra bờ hồ. Thực ra thì chưa có một chương trình chính thức nào về lễ ăn mừng trước vô địch ngày hôm nay. Tuy nhiên là có những thông tin mới nhất chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị khán giả, bởi vì chúng tôi cũng rất là quan tâm tới điều này. Và mọi người có nghĩ rằng là chúng ta xứng đáng có một lễ ăn mừng thực sự, một lễ diễu hành thực sự có cúp? Tôi nghĩ rằng là hôm nay hoặc ngày mai, ngay buổi tối hôm nay thì chưa có thể, bởi vì là đội tuyển các cầu thủ cần phải về để nghỉ ngơi, và ngay kể cả những người làm chương trình hay những người có trách nhiệm cũng chưa thể lên cái kịch bản một cách nhanh chóng đến như vậy được. Thực ra không cần kịch bản đâu. Vâng, nhưng tôi nghĩ rằng nếu mà nuôi bây giờ thì sẽ bị kẹt tất cả mọi người. Bởi vì nếu anh sẵn sàng ngồi ở đây đến sáng mai như anh nói thì chúng ta có thể sẵn sàng ngay. Nhưng mà tôi lo cho sức khỏe của các cầu thủ hơn. Và tôi nghĩ rằng ngày mai, ngày chủ nhật hoàn toàn có thể chúng ta làm được điều đó. Nhưng tôi nghĩ rằng là nó còn phải liên quan tới kế hoạch đấy, bởi vì còn liên quan tới nhiều những cái lực lượng khác nhau để phối hợp. Rất nhiều. Nó còn liên quan tới an ninh an toàn, liên quan tới giao thông, liên quan tới rất nhiều những cái điều khác nữa. Thì nên tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không quá vội. Có thể là thứ Bảy hoặc Chủ nhật tuần sau. Không, tôi phải làm luôn thì báo cáo anh là tôi nghĩ là khó, bởi vì tôi muốn thế này, chúng ta sẽ có một tuyến đường đi xe buýt 2 tầng, và chúng ta sẽ có cái đường giao thông thật là tốt, và tất cả cổ động viên ở hai bên sẽ đứng ra để chào đón họ với chiếc cúp. Thì tôi nghĩ rằng như thế thì nó sẽ hoành tráng hơn và nó sẽ đầy đủ hơn. Tôi hy vọng là những nhà tổ chức nghe được những ý kiến đóng góp này. Còn bây giờ, ngay bây giờ chúng ta đang thấy hình ảnh trên đường phố Hà Nội. Trời ơi, từ các phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhiều xe còn đứng lại giữa đường luôn ạ. Đây là đường Nguyễn Chí Thanh gần đài chúng ta đấy ạ. Đây là cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng những cái buổi tan tầm người dân đều rất là mệt mỏi và khó chịu với những cái kiểu tắc đường như này, nhưng mà hôm nay là một hôm đặc biệt và tôi nghĩ rằng thích tắc đường không ai khó chịu cả, và nụ cười luôn nở trên môi. Tôi có cảm giác là người dân là thích tắc đường hôm nay. Nhiều người là đang đi đường trống đứng lại để thành đoàn thật đông rồi sau đó mới di chuyển. Họ không phản đối những chiếc xe này dừng lại đâu, nhưng họ đang chờ đợi một chiếc xe khác, chắc là như vậy. Thực sự là quá tuyệt vời. Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam có một năm với nhiều lần xuống đường như thế này. Người hâm mộ ở Việt Nam xứng đáng có một buổi tối như thế này, xứng đáng với niềm vui này sau 10 năm chờ đợi. Vâng, thời tiết cũng rất ủng hộ cái cuộc vui của chúng ta. Còn nhớ cái trận đấu ở đi đúng không ạ? Trời mưa rất to. Tôi nghĩ rằng cái kết quả 2-2 là một cái kết quả chúng ta rất là lợi thế. Thế nhưng quả thật là hôm đó trời mưa lạnh và không ai đổ ra đường cả. Và có vẻ như mọi người để dành năng lượng cho trận lượt về. Tôi xin nói để dành anh Đức cho hôm nay đấy. Vâng, tôi xin nói một câu là thời tiết vừa đủ lạnh để làm nóng. Chính xác. Tôi nghĩ là như vậy, bởi vì nếu mà nóng quá thì là không tốt ạ. Vâng, nhưng mà thời tiết như thế này là vừa đủ lạnh để chúng ta có thể là làm ấm lên bằng những động tác nhảy như là cái cô trả lời phỏng vấn lúc đấy. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp và ngày vui chiến thắng của bóng đá Việt Nam. Và bây giờ các cổ động viên bên kia, các bạn có thể tự làm nóng bằng một không khí thật là đặc biệt được không ạ? Một lần nữa chúng ta đang trở lại với không khí ở trên đường phố ở thủ đô Hà Nội. Chắc chắn là vào thời điểm này mạng cũng tắc nghẽn chứ không phải là giao thông đâu. Rất nhiều người đang cố gắng trực tiếp bằng điện thoại di động của mình những hình ảnh này. Tất cả những trang web ở Việt Nam đã đưa lên trang nhất hình ảnh chiến thắng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Quý vị có thể vào trang thể thao.vtv.vn vào thời điểm này. Những hình ảnh của trận đấu ngày hôm nay đã được phóng viên của chúng tôi xử lý để có thể đưa lên truyền tải tới quý vị khán giả. Và tôi cũng mong muốn rằng là đội ngũ kỹ thuật ở trong trường quay thỉnh thoảng các anh có thể cho chúng tôi xem lại một lần nữa, cho khán giả cả nước xem lại một lần nữa những tình huống ở trong trận đấu này. Tôi nghĩ rằng đó là điều mà chúng ta sẽ xem không chán ngày hôm nay. Pha bắt volley tuyệt vời của anh Đức. Bàn thắng thì chỉ có một, nhưng tôi muốn xem nhiều lần các cầu thủ Malaysia phạm lỗi với chúng ta. Hôm nay là một trận đấu rất khó khăn và đầy toan tính về chấn. Đó là điều mà chúng ta đã dự đoán trước đúng không anh Thuận? Bởi vì lượt đi thì đã như vậy rồi. Và chúng ta có thể nhìn thấy những pha vào bóng, những cái đầu gối, những cái cùi trỏ. Thì thực ra mà nói là cả đội tuyển Philippines và đội tuyển Malaysia thì đều tận dụng cái lợi thế về thể hình của mình để cố gắng ngăn cản những người nhanh nhẹn của đội tuyển Việt Nam. Vâng, nhưng quả thật là có những cái trận đấu như trận đấu ở vòng bảng với Malaysia, chúng ta cũng đã bị căng cứng mất một thời gian đầu của hiệp 1. Ở trận đấu với Philippines cũng có, và trận đấu lượt đi với Malaysia, nhưng ở trận đấu này tôi không nhìn thấy cái sự căng cứng đó. Có chăng chỉ là những cái việc mà các cầu thủ đã hơi vội vàng trong cái lúc mà triển khai bóng, trong tình thế cướp được bóng. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi, bởi vì là chúng ta muốn cái trận đấu nó làm chậm lại. Chính vì vậy mà cái việc mà phá bóng hay làm quả bóng nó trôi ra khỏi đường biên, nó là một cái thuận lợi trong cái việc mà giảm cái nhịp độ tấn công cũng như cái năng lượng của các cầu thủ Malaysia sau khi bị chúng ta ghi bàn. Tôi nghĩ là một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với câu chuyện về chuyên môn, nhưng vào thời điểm này thì thông tin cho tới thời điểm này mà chúng tôi có được thì là những hình ảnh ở bờ hồ. Quý vị có thể thấy được một điều rất là rõ ràng ngay ở đường Nguyễn Chí Thanh thôi. Tức là khi mà phóng viên của chúng tôi tường thuật cách đây ít phút với phóng viên Phong Sơn ở đó thì đường vẫn còn vắng, còn ít lá cờ. Nhưng mà chỉ trong khoảng độ nửa tiếng đồng hồ vừa qua khi chương trình trôi đi, chúng ta đều có thể thấy rằng đường phố đã bắt đầu rông lên rất nhiều rồi. Và chỉ trong giây lát nữa thôi quý vị sẽ được thấy khung cảnh ở Hồ Gươm. Góc máy của Đài Truyền hình Việt Nam đặt được ở phía đài phun nước. Và chúng ta sẽ thấy là lúc nãy thì vẫn còn nhiều khoảng trống ở phía trước tòa nhà Hàm Cá Mập. Nhưng bây giờ thì hãy xem. Tất cả mọi người đều đang chúc một niềm vui. Còn đây là cảm nhận tại điểm Vâng, đó là phóng viên Kỳ Lân đang có mặt tại Hồ Gươm và không hiểu là các vị khách du lịch quốc tế tới Việt Nam vào ngày hôm nay họ có hiểu được sự may mắn của mình khi được chứng kiến một khoảnh khắc 10 năm mới diễn ra một lần tại khu vực Hồ Gươm này. Và vào thời điểm này chúng tôi cũng chắc chắn sẽ liên tục cập nhật tới quý vị hành trình của đội tuyển quốc gia Việt Nam với chiếc cúp. Cho tới thời điểm này thì phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam đang có mặt ở phía trước chiếc xe buýt của đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ sẽ lên chiếc xe buýt của mình trong giây lát và quý vị đang thấy ở đây rất nhiều phóng viên và người hâm mộ đang đứng ở bên cạnh xe buýt. Chiếc xe buýt sẽ chuyển bánh trong giây lát. Và quý vị, khi mà quý vị đang ngồi trước màn hình TV vào thời điểm này thì đồng nghĩa với việc là quý vị sẽ được cập nhật cái lộ trình của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nếu mà anh Như Thuần còn nhớ là trong cái chương trình mà chiếc xe buýt của đội tuyển quốc gia Việt Nam đội tuyển U23 Việt Nam bị tắc đường thì rất nhiều cổ động viên đã theo dõi chương trình của chúng ta. Họ biết là xe đi đến đâu, các cầu thủ đã chờ đợi lâu rồi và chưa có thể nói là không được chuẩn bị nhiều về thức ăn. Thì đó là một cái khung cảnh rất là đặc biệt khi mà các cổ động viên mang bánh pizza, đồ ăn nhanh rồi tất cả những thứ khác cho các cầu thủ. Ngày hôm nay thì mọi thứ đã được chuẩn bị, tôi nghĩ là được chuẩn bị rất là sẵn sàng rồi. Chiếc xe buýt này sẽ về lộ trình nào sẽ được thông báo và cập nhật ở trên chương trình của chúng tôi, để quý vị nếu mà nhà ở gần đó thì hoàn toàn có thể ra đường và động viên các cầu thủ, chào mừng các cầu thủ của mình. Và biết đâu quý vị có thể nhìn thấy chiếc cúp đặt trước đẩy xe, tôi nghĩ là như vậy. Chắc chắn là chiếc cúp được đặt ở đầu xe rồi. Thực sự là quá xứng đáng cho một năm thi đấu cực kỳ vất vả của các cầu thủ của chúng ta, với 3 giải đấu lớn rồi quay trở về với câu lạc bộ của mình. Và chúng ta hãy nhớ rằng là ngay đầu tháng 1 thì Asian Cup đang chờ phía trước. Điều tôi muốn mà tôi lo nhất bây giờ thôi đó là với cái cường độ lớn như vậy thì Trời Bắc chắc chắn là cũng phải có kế hoạch và sử dụng nhân sự sao cho phù hợp. Chưa có nghĩa là chưa tròn 12 tháng mà đá liền 4 giải. Tôi nghĩ là bên cạnh đó là V-League. Sắp tới sẽ có rất nhiều những giải đấu quan trọng dành cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam, khu vực châu Á và kể cả là vòng loại của vòng chung kết của Đông Nam Á và vòng loại của châu Á. Thì các cầu thủ, những người như Quang Hải năm nay ấy, thì hôm trước thì chúng tôi cũng có trao đổi thì phải nói là nhiều người nói rằng là họ sẽ không có Tết. Và trong mấy ngày tới chắc chắn là lịch của họ cũng sẽ rất là dày. Cầu thủ không có nhiều ngày nghỉ bởi vì là sắp tới sẽ là vòng chung kết của Asian Cup, một giải đấu sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn. Có một thông tin rất đáng chú ý mà anh Quang Việt mới cập nhật, đấy là Đình Trọng sẽ phải sang Hàn Quốc để tiểu phẫu chấn thương. Trần Đình Trọng, một ngôi sao ngày hôm nay, tôi nghĩ là đã cố gắng nén đau để thi đấu cho đến hết trận. Vì theo thông tin thì là có thể là chưa xác nhận 100%, nhưng có thể là sẽ không kịp hồi phục để đá Asian Cup. Và đó là một phải nói rằng đó là một thông tin quá tuyệt vời, thông tin rất là đáng tiếc. Nếu mà chúng ta nhìn lại cái phong độ của Đình Trọng ngày hôm nay, tôi vẫn nhớ ở những cái giây phút cuối cùng anh ấy rẽ quả bóng và chạy vòng sang rồi tiếp tục đẩy quả bóng lên, anh ấy hoạt động. Phải nói là cái khả năng băng cắt của Đình Trọng và chọn điểm rơi tuyệt vời, đúng không anh Tuấn? Vâng, chúng tôi cũng đã phân tích bằng công nghệ libero ở trong cái trận đấu lượt đi, và rõ ràng là Đình Trọng có những cái pha đánh chặn thật sự là tuyệt vời. Rất nhiều những cái pha như vậy ở trong trận đấu, và có những cái tình huống mà bản thân Đình Trọng sau khi đánh chặn ở vòng 16/10 vẫn điềm tĩnh để đi bóng qua một tiền đạo đối phương. Tôi nghĩ rằng một phẩm chất như vậy ở một trung vệ nó không có quá nhiều. Chiếc xe đang rời khỏi sân vận động quốc gia Mỹ Đình và Đài Truyền hình Việt Nam cũng có một chiếc xe đặc biệt sẽ theo sát chiếc xe buýt của đội tuyển quốc gia Việt Nam trên hành trình trở về khách sạn. Đây là cái này cam 2, cái này cam 1. Chỉ trong giây lát nữa thôi, chiếc xe sẽ đi ra với những con phố lớn. Những con phố lớn mà chúng ta sẽ có những hình ảnh tốt hơn, đèn sẽ sáng hơn và chúng ta sẽ thấy là các cổ động viên Việt Nam bắt đầu nắm được lộ trình của chiếc xe thì mọi thứ sẽ bắt đầu vất vả hơn với lộ trình ở phía trước đây. Như đây là cổng Đài Truyền hình của chúng ta hay sao? Tôi nhìn có giống không ạ? Hay là đây vẫn là Mỹ Đình. Đây vẫn là Mỹ Đình, tôi nghĩ là như vậy. Đây vẫn là Mỹ Đình. Vâng. Đây là từ Mỹ Đình. Chiếc xe di chuyển khá nhanh. Còn đây là đường Nguyễn Chí Thanh. Tôi hy vọng rằng là khán giả có thể biết được, họ có thể thông báo cho nhau là chiếc xe đang di chuyển tới đâu để khán giả hâm mộ trên đường Nguyễn Chí Thanh có thể chào mừng đội tuyển đi qua. Ở trong cái chương trình đón đội tuyển U23 thì có một số khán giả chạy vào nhà xem vô tuyến, xong lại chạy ra ngoài đường đứng chờ, xong lại nhắn tin hỏi tôi là anh ơi đến đâu rồi, Anh có thấy em trên TV không? Chúng tôi cũng đang chờ đợi từng giây từng phút một việc cập nhật của các phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam. Có thể nói đây là một chương trình đặc biệt. Đây là một chương trình rất đặc biệt bởi vì những hình ảnh mà 10 năm trước chúng ta cũng không bao giờ nhìn thấy được. Hình ảnh của chiếc xe buýt rời khỏi sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hình ảnh trong phòng thay đồ của đội tuyển được truyền hình trực tiếp tới khán giả. Chiếc xe buýt đang di chuyển khá nhanh và càng vào khu vực trung tâm thì chúng ta sẽ thấy là mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Rất nhiều cổ động viên đang chờ đợi ở phía trước rồi. Chúng tôi thực sự hy vọng một lần nữa, thực sự hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra an toàn trong ngày hôm nay. Các cổ động viên khi mà đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam, chào đón đội tuyển Việt Nam và ăn mừng lễ chiến thắng này, hãy đặc biệt quan tâm tới sự an toàn của mình và những người khác. Hãy tôn trọng luật lệ giao thông. Đây có lẽ là khu vực cầu vượt ở đường Nguyễn Chí Thanh. Tôi nghĩ đúng là vui hơn Tết anh Khánh ạ. Vâng. Bởi vì là vào dịp Tết ấy, chúng ta chỉ những người sống ở Hà Nội mới hiểu cái không khí thôi. Vâng. Những người làm việc và sinh sống ở Hà Nội như nhà tỉnh thì đều về vâng. với gia đình mình. Vâng. Nhưng ở đây ngày hôm nay thì tôi nói với các anh là có rất nhiều khán giả ở tỉnh dù không đến sân Mỹ Đình nhưng cũng đổ về Hà Nội. Thế thì năm nay ở trong cái lễ đón đội tuyển U23 Việt Nam, chúng tôi đã nói là năm nay có 2 Tết. Bây giờ sẽ là Tết thứ 3. Tết thứ 3 bởi vì là và anh Trung nên nhớ rằng trong hơn 40.000 cổ động viên đến sân Mỹ Đình trong ngày mà đội tuyển Việt Nam rước cúp lần này thì có rất đông các cổ động viên đến từ những tỉnh thành khác nhau, và kể cả trong miền Nam cũng vậy, bởi vì họ đã đặt vé được qua mạng online và họ ra Hà Nội để nhận chiếc vé đó. Vâng. Ngày mai họ sẽ tiếp tục ở lại đây. Tôi nghĩ rằng nếu mà họ sẵn sàng ra họ sẽ hủy vé về. Dạ. Mà tôi nghĩ rằng họ sẽ đặt vé về và thứ hai công sở sẽ có nhiều người vắng mặt. Vâng. Nhiều người viết đơn xin nghỉ việc ạ. Xin nghỉ hôm đó. Và thời điểm này chúng tôi có được thông tin từ chiếc xe buýt chở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chiếc xe đã về tới đường Nguyễn Cơ Thạch. Vì chỉ trong giây lát nữa thôi thì chiếc xe đang di chuyển với tốc độ khá cao và điều đó cũng ảnh hưởng đôi chút đến tín hiệu đường truyền của chúng tôi. Xin thông báo với các cổ động viên đang lên hình vào thời điểm này là chiếc xe gần tới khu vực trung tâm rồi ạ. Và như chúng ta vừa mới thấy là chiếc xe đã phải dừng lại rồi. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi chúng ta có thể thấy là chiếc xe đã bắt đầu phải dừng lại và đi chậm lại rồi. Còn đây vẫn là khu vực ở đường Nguyễn Chí Thanh. Đây là ngã tư của Nguyễn Chí Thanh và Kim Mã. Tôi nghĩ rằng là để có thể đi về nhanh nhất khách sạn La Thành, các cầu thủ nghỉ ngơi bây giờ chỉ có một cách duy nhất là với lực lượng cảnh sát giao thông giúp đỡ là đi ngược chiều thôi thì mới có thể. Chứ còn nếu như đi thuận chiều thế này tôi nghĩ là khó đấy ạ. Một nhà phân tích về giao thông cho biết này có vẻ anh Trung tham gia nhiều lĩnh vực giao thông. Không thì tôi đoán là Tết này là táo giao thông. Chúng ta nhìn thấy là chúng ta có một bên đường là mọi người đổ vào trung tâm, còn một bên đường còn lại thì là đường vắng hơn. Tức là từ bên cánh trái thì chúng ta sẽ chuyển sang bên cánh phải đúng không ạ? Đúng rồi, đảo cánh đấy. Tôi khẳng định một điều rằng nếu như mà chiếc xe chuyển sang đường ngược chiều, tất cả mọi người lại chuyển sang đường đó. Tóm lại là anh Trung anh nói cái điều mà anh nhìn thấy. Tôi cũng không nghĩ rằng họ muốn đi quá nhanh đâu. Chúng ta thấy được rằng là sau 2 giải đấu mà các cầu thủ trẻ chúng ta không lên được với cái ngôi vị cao nhất, và bản thân ở ASEAN thì các cầu thủ của chúng ta cũng không có được tấm huy chương đồng, thì họ tự trong họ tôi cảm thấy rằng là họ nợ người hâm mộ một cái niềm vui trọn vẹn. Và chúng ta nhìn thấy là các cầu thủ của chúng ta chơi bóng rất là tập trung. Và cái hay ở lứa cầu thủ này tôi nhìn thấy họ đó là họ coi nhau như một gia đình ở trên sân, gia đình ngoài cuộc sống, và bản thân những người thân của họ cũng thân thiết với nhau. Và trong bóng đá thì yếu tố tập thể là cực kỳ quan trọng, và đây cũng chính là một trong những cái yếu tố quan trọng. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ của chúng ta sẽ còn tiến xa nữa trong tương lai khi mà họ còn quá trẻ, họ còn quá nhiều tiềm năng. Có lẽ bây giờ chúng ta sẽ để các cổ động viên của chúng ta trong trường quay nói đôi điều. Thực ra lúc nãy anh Khánh có nói một điều đấy là Mình thì nhiều khi mình làm bởi vì mình lúc nào cũng tâm lý, cho nên là sau trận đấu khi vô địch rồi thì cứ để cho anh Thuần và anh Trung nói thoải mái đi. Chúng tôi bản thân bình luận viên cũng thế, như tôi với anh Khắc Cường khi bình luận chẳng hạn, có thể một anh Cường hay tôi phiêu quá vì đội đá hay mà ca ngợi quá thì nhiều khi phải cấu nhau. Đã, bởi vì lúc ấy mọi đều biết rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra và chưa chắc chắn vô địch thì nhiều khi cũng phải nhắc nhở nhau là đừng có phiêu quá. Tôi xin phép hỏi anh Cường được luôn được không ạ? Có điều đó xảy ra không anh Cường? Vâng, trên người tôi nếu mà so với vết bầm, so với Quang Hải với cả Đoàn Văn Lâm thì chắc là cũng không kém nữa. Hai người tôi cấu nhau cả suốt 90 phút đấy ạ. Giây phút nào là cấu nhau nhiều nhất trong trận đấu ngày hôm nay? Giây phút phải sau khi niềm vui. Sau khi ông Park Hang-seo ông ấy có cái động tác là hãy bình tĩnh thì anh em cũng phải là anh em cũng bình tĩnh lại. Lúc đó là cũng phải có 3 thẻ vàng rồi đúng không ạ? Thế còn nhớ lại năm 2008. Vâng. Năm 2008 tôi có hẳn một kịch bản cho trận chung kết. Tức là 15 phút đầu như thế nào, 15 phút sau đá như nào, thắng thì bình luận như nào, mà thua thì bình luận như nào. Chúng tôi có hoàn toàn có kịch bản bình luận trong một trận bóng đá. Chiến thuật ngày hôm nay như nào ạ? Phòng ngự phản công. Chiến thuật ngày hôm nay chúng tôi nghĩ là đội tuyển sẽ thắng. Nhưng anh có nghĩ rằng là bàn thắng sẽ đến sớm như vậy không ạ? Thực ra bàn thắng đến lúc nào thì nó cũng sẽ đến thôi, bởi vì chúng tôi đã nói với nhau là với cái cách chơi và với cái chiến thuật của ông Park Hang-seo thì luôn luôn là chủ động và chúng ta cứ đá từ từ và không có gì phải vội vàng, đối thủ sẽ sập bẫy và chúng ta có bàn thắng. Hỏi một câu này chia sẻ thật một câu nữa thôi chứ trước khi chuyển sang phần khác. Ngày hôm nay anh Cương có khóc không trường quay không? Cả hai anh em có dùng khăn mùi xoa của nhau? Lấy tay gạt nước mắt thôi anh ạ. Có gạt nước mắt, đó là thời điểm mà chúng ta giành chiếc cúp vô địch rồi. Tức là sau 10 năm thì cảm xúc vẫn là vẹn nguyên, vẫn rất là vô tư và trong sáng. Và bây giờ chúng ta đang theo dõi những hình ảnh trên đường phố của Hà Nội vào thời điểm này. Phố vẫn đang dần đông lên và vào thời điểm này bây giờ tôi mới để ý đồng hồ. Cũng đã khoảng độ 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, 11 giờ 12 phút. Không khí ngày càng sôi động hơn và tôi nghĩ rằng hôm nay sẽ là một đêm không ngủ thật là tuyệt vời khi người ta tổ chức một trận chung kết vào thứ 7 đúng không ạ? Vâng. Có ý đồ cả chứ ạ. Cái lịch để mà hưởng chọn cái niềm vui chiến thắng rất là thuận lợi. Thời tiết cũng ủng hộ. Các anh thấy đấy, ít ra thì đến lúc này thì trong năm 2018 cũng là một năm khá là thành công với tôi về mặt trực giác đấy ạ. Bởi vì là trận trước là tôi nói là lo lắng là là hai đêm. Bây giờ anh lại quay lại. Báo cáo các anh là ngay từ đầu tôi đã nói là tôi có một niềm tin rất lớn và tôi hoàn toàn tự tin. Và ít ra là tôi đã đúng. May là ngày hôm nay là tôi còn chưa đề nghị là anh Trung dự đoán nữa, bởi vì là Việt Nam vô địch là không nói nhiều rồi. Thành ra là tôi không để ngày hôm nay ai dự đoán cả để tránh là mọi người rơi vào cái tình trạng là nó căng thẳng khi mà cái tỷ số nó không được đúng như mình dự đoán. Nếu Việt Nam lại thắng đậm quá mà anh chỉ dự đoán có 2-1 thôi thì lúc ấy anh cũng cảm giác anh báo cáo với các anh là hôm nay nếu mà dự đoán là tôi dự đoán sai tỷ số đấy ạ. 2-0 đúng không? Vâng, tôi dự đoán là 2-0. Tôi nghĩ là 2-0. Cho tôi xin phép một chút là tôi thấy là anh Trung dự đoán rất là đúng và cái cảm nhận của anh ngày hôm nay niềm tin chiến thắng cũng rất là chính xác. Vậy thì anh có đoán là sau khi được các học trò tắm bia thì huấn luyện viên Park Hang-seo nghĩ gì không ạ? Chắc chắn là ông ấy sẽ nghĩ là mát quá. Đấy là cảm giác đầu tiên. Bởi vì ông ấy cũng mệt mỏi và ông ấy cũng căng thẳng. Và chúng ta cũng phải nói là đây cũng là một trong những cái chiến thắng của ông Park trên ghế huấn luyện. Bởi vì đây, nếu như tôi không nhầm thì đây chính là chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của ông ấy, từ cấp độ câu lạc bộ cho tới đội tuyển quốc gia. Thì tôi nghĩ rằng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chúng ta có sự hậu thuẫn của những cổ động viên ở Việt Nam, của Hàn Quốc. Chúng ta có một lứa cầu thủ tài năng, chúng ta được thi đấu trên sân nhà, chúng ta có chức vô địch không chỉ dành cho cầu thủ mà dành cho cả vị huấn luyện viên nữa. Thì tôi nghĩ rằng là đây là thời khắc của ông Park và thời khắc của bóng đá Việt Nam. Đúng, vâng, là tôi cũng đồng ý với anh, bởi vì là trong phòng họp báo thì ông Park Hang-seo ông rất là cảm giác cũng đầu hơi trầm một chút đúng không? Thực ra là ông cũng xúc động quá. Ông ý làm trợ lý của Cúp Siding vào bán kết World Cup rồi và sau đó là dẫn dắt U23 Việt Nam vào chung kết, nhưng mà đây là chiếc vô địch đầu tiên đúng không ạ? Rất là ý nghĩa. Và không biết là anh có đồng ý với tôi không? Tôi thì tôi cứ tưởng tượng hình dung thôi, tôi tạm dịch là như thế này. Ông Park ông nghĩ này, bình thường mình tắm rửa rất là sạch sẽ, hôm nay các học trò của mình tắm cho mình không sạch lắm, nhưng mà hôm nay là cái buổi tắm vui nhất. Cũng đúng ạ, mát thế và vui thế. Mát quá và vui thế. Tôi nghĩ rằng là ông Park Hang-seo cũng đã có nhiều cái thời khắc ăn mừng như thế này, cũng màu áo đỏ giống như đội tuyển Hàn Quốc ở năm 2002. Những người bạn Hàn Quốc ở đây chắc chắn là cũng đã chứng kiến những cái thời khắc như vậy. Thế nhưng cái cảnh ăn mừng mà diễu hành bằng xe máy rồi là đi như ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng Hàn Quốc không có như của chúng ta, mà họ chỉ ở một cái quảng trường và có thể là không đến được sân vận động chính thức ở trong cái trận đấu của Hàn Quốc thi đấu, thì ở những cái fan zone Tôi nghĩ rằng là họ cũng dập trời những cái màu đỏ giống như màu áo của chúng ta vậy. Tại sao bây giờ chúng ta không hỏi luôn những cổ động viên Hàn Quốc ở đây? Vâng. Chị Nhung Anh có thể giúp chúng tôi có một cái cuộc giao lưu ngắn với hai cổ động viên Hàn Quốc nhưng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày của đội tuyển Việt Nam. Có vẻ như một cổ động viên Hàn Quốc muốn đánh trống nữa đấy ạ. Dạ vâng. Đầu tiên thì anh David thì đang rất muốn thử là người cầm nhịp ngày hôm nay ạ. Anh phải hô Việt Nam vô địch. Tự tin là đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng và chắc chắn là đội tuyển Việt Nam đã giành được chiến thắng ngày hôm nay. Còn với anh Michael thì tôi cũng đã có hỏi, tại vì anh Michael cũng đã ở Hàn Quốc kể từ lâu. Anh sang Mỹ sinh sống làm việc nhưng sau rồi năm 2002 thì anh cũng có trở về Hàn Quốc để theo dõi đội tuyển nước nhà thi đấu. Hey Michael, I want to know that when in Korea in 2002, how do people in Korea how do they celebrate after your achievement? Yes, after semi-final. All of people was crowd like this. Yes. Exactly, all of the streets, all of the public place, is all crowd was looks like crazy. Yes. So it's exactly same like today. Vâng, anh nói là người dân Hàn Quốc sau khi vào đến vòng bán kết của World Cup thì họ đã cũng y hệt như Việt Nam, họ cũng tràn ra khắp các con phố. Tuy nhiên tôi cũng hỏi anh là have you ever seen a lot of motorcycles? Because I know that in Korea there are not a lot of motorcycles today. So are you amazed? Are you surprised? Yes. Only one different thing is here is a lot of motorcycles here, and then also in Korea 2002 there is a lot of people is walking and celebrated. Vâng, ở Hàn Quốc thì chắc chắn là mọi người thì thường xuyên sử dụng ô tô cũng như là tàu điện ngầm, nên là không như ở Việt Nam họ đi ăn mừng thì họ lại phải đi bộ nhiều hơn các anh ạ. Đấy là cái điểm khác duy nhất mà anh Michael đã nhận thấy khi mà Hàn Quốc ăn mừng vào năm 2002 và Việt Nam ăn mừng ngay bây giờ ạ. Nhưng mà tôi chắc chắn là vì anh ấy ngồi ở đây thế nên là anh ấy chưa cảm thấy là đông đúc quá thôi. Tí nữa ra đến ngoài đường Nguyễn Chí Thanh thì tôi chắc chắn là anh ấy sẽ phải thay đổi cái câu trả lời của mình về cảm xúc của anh Michael tại Việt Nam khi mà Việt Nam đã vô địch AFF Suzuki Cup 2018, đúng không anh Khắc Cường? Vâng, và bây giờ thì tôi muốn nghe tiếng trống của anh David thêm một lần nữa được không ạ? Hey David, can you try some drum beats again? Yes. Yes, one more. Và anh Quốc Khánh ơi, lúc nãy thì anh Michael còn nói với tôi là sao các anh bình luận viên đây giỏi thế? Dòng người thì vẫn cứ đi và các anh thì vẫn bình luận rất là chuyên nghiệp, và tôi bảo là đấy chưa là gì, tại vì là chúng ta đã có một buổi lễ vào đầu năm 2018 và thậm chí là tôi còn nói là anh Quốc Khánh và anh Như Thuần đây còn ngồi đến 7-8 tiếng đồng hồ. Các anh có thể chia sẻ kinh nghiệm sao có thể ngồi nói lâu được như thế không ạ? Anh đã thử đánh trống rồi, anh Lim thì đã thử đánh trống rồi, thì anh có muốn thử ngồi vào chiếc ghế này của tôi không ạ? He asked you that do you want to try to sit in the horse chair. 7 tiếng đồng hồ. Và tôi sẵn sàng ngày hôm nay, kể cả các anh ở đây đều nói là sẵn sàng ngồi đây 7 tiếng đồng hồ nữa, và tôi thực sự đang chờ đợi những hình ảnh. Tôi thực sự không quan tâm đến thời gian trôi qua, nãy giờ mới điểm qua thời gian một lần thôi. Tôi thực sự đang chờ đợi những hình ảnh được chuyển về từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Even maybe it might take about more than 7 hours. He don't mind because today we win. Yes. Can you say something to him because he is one of the brother that I love the most of the commentating and the way that he introduced people to the Vietnamese football. So what did you say to him? Today, in this kind of live show, it's a lot of energy, and then you have such a nice skills and then experience. It's just really amazing to all of the control things. I'm really wonderful. Feeling you really nice job. Vâng, và anh Michael có nói là khen ngợi anh Quốc Khánh về kỹ năng dẫn chương trình của anh, và kỹ năng dẫn chương trình của anh tôi nghĩ là không có gì để nói đấy, nhưng mà anh Michael có thể cảm nhận được tình yêu bóng đá của anh Quốc Khánh cũng như là tất cả những vị khách mời ở đây là rất lớn. Vâng, và anh Quốc Khánh có thể ngồi thêm được 7 tiếng nữa đúng không ạ? Chúng ta có thể bấm giờ ngay từ bây giờ, vì tôi thấy là chiếc xe buýt của đội tuyển Việt Nam bắt đầu tắt đường. Có lẽ là tôi cũng không hy vọng ngày như vậy, bởi vì ngày hôm nay là chúng ta có chiếc cúp thực sự, sẽ không có một chuyến bay nào từ Thường Châu về Việt Nam nữa đâu. Thành ra là lễ ăn mừng của chúng ta ngày hôm nay và còn ngày mai nữa. Thành ra tôi rất là muốn là các cổ động viên, thứ nhất là hãy giữ sức của mình. hãy giữ an toàn cho mình và người khác. Còn ngày mai nữa, ngày mai cũng sẽ là một ngày vui. Chúng tôi hy vọng rằng là ngày mai quý vị sẽ lại tiếp tục có những ngày vui như vậy. Ngày mai chúng tôi sẽ chờ đợi những cái thông tin chính thức về lễ ăn mừng chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam với chiến thắng này để chuyển tới quý vị. Còn ngày hôm nay sẽ thực sự là hãy giữ sức khỏe, và chúng tôi vẫn đang chờ đợi những hình ảnh tiếp theo từ chiếc xe buýt chở đội tuyển quốc gia Việt Nam trở lại với khách sạn La Thành, nơi đóng quân của đội tuyển. Cũng là một điều thú vị, đội tuyển quốc gia Việt Nam ở lại khách sạn La Thành, nơi mà họ đã ở cách đây 10 năm. Và đó cũng là một chút tâm linh để chúng ta có thể nghĩ tới chiến thắng, đúng không? Rất nhiều điều tâm linh đã diễn ra, và tôi rất thích những cái phân tích, những cái điều đó trước khi trận đấu diễn ra. Mặc dù là người Việt Nam của chúng ta thì điều đó rất là quan trọng, và chúng ta có thể nghĩ tới điều đó. Tôi phải nói thật với các anh là ở trận đấu trước chung kết lượt đi, từ đầu giải đến giờ tôi với anh Thuần luôn ngồi hai cái ghế ở góc kia, và hai anh em cạnh nhau, tôi ngồi bên trái và anh Thuần ngồi bên phải. Thì ở trận lượt đi, anh Thuần anh nghĩ đói quá, anh nói là em ơi đi ra ngoài tìm cái gì ăn thôi. Tôi bảo là thôi anh ơi không được đâu, đi ra ngoài em sợ là nó mất đi cái may cho đội tuyển, ngồi nguyên đây đi. Thì 15 phút sau anh ấy lại giục tôi, em ơi anh đói quá rồi, anh không chịu được. Thế là hai anh em tôi đi ra ngoài thì 2-0 xong anh bảo tôi đấy thấy chưa. Đến khi 2-2 tôi lại bảo anh ấy là đấy thấy chưa. Và hôm nay trận chung kết lượt về, tất cả mọi người đều ngồi im tại chỗ, đúng không? Ngồi im tại chỗ, và tôi vẫn ở chỗ đó, anh ấy vẫn ở chỗ đó. Thực ra là chúng tôi, anh Trung ơi, mãn nguyện. Anh biết vì sao mà anh Thuần anh ngồi im tại chỗ, vì là trước trận anh nhắc là anh trước đây là có võ taekwondo gì đấy, đấy. Nhưng mà cá nhân tôi cũng phải chia sẻ một điều, đấy là cá nhân tôi thôi, đấy là mọi người bảo là sao không mặc cái áo cờ đỏ sao vào mà mặc áo đỏ này, vì đây là chính là chiếc áo đỏ mà tôi đã mặc sau trận, không phải 10 năm trước. 10 năm trước thì không được như thế này. Đây là chiếc áo mà tôi đã mặc sau trận bán kết với U23 Qatar, và hôm nay tôi vẫn mặc đúng cái chiếc áo đấy. Tức là đối với mình cũng cứ cảm thấy có cái điều gì đã từng diễn ra mà tốt thì mình vẫn làm. Báo cáo các anh là tôi mặc cái áo này là từ sáng đấy ạ. Tôi mặc áo này từ lúc 8 giờ sáng tôi dậy tôi đi làm chương trình, rồi sau đó là tôi chỉ về thay đúng một cái áo bên trong. Buổi sáng vì lạnh tôi mặc áo len của lọ, nhưng mà tôi về thì tôi thay cái áo bên trong. Tôi cứ tìm mãi là tôi không tìm được cái áo nào mà nó có màu vàng, vì tôi không có màu vàng. Tôi quyết định là tìm mãi thì tôi tìm được một cái áo có một chút vàng, đúng không? Đây có một chút màu vàng này, đỏ đây và vàng đây, như là những cái ánh sao của ngôi sao trên lá quốc kỳ. Xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Trung. Nếu mà anh cũng muốn chia sẻ à? Vâng, tôi cũng muốn chia sẻ một chút là anh Chiến trong ban thể thao có nhắn tin cho tôi là hôm nay mặc cái màu nào cho nó tươi một chút nhé. Thì tôi bảo áo vest màu trắng được không? Để được. Thế áo trong màu gì? Màu đỏ, màu hồng nhé. Thế là đẹp rồi. Bộ này thì tôi mặc cái hôm mà trận đầu tiên mà tôi bình luận tại AFF Suzuki Cup năm nay, đó là trận mà đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Lào với tỷ số 3-0, và chắc chắn là phải mặc lại rồi. Tôi nhớ năm 2016 có một bộ mặc đi mặc lại mà nhiều người cứ bảo là tại sao cứ phải mặc cái bộ đấy. Thì đơn giản một điều thôi, bởi vì đó là cái bộ mà đã mặc trong cái ngày bình luận mà anh Hoàng Xuân Vinh giành tấm huy chương vàng lịch sử cho Olympic cho thể thao Việt Nam. Còn bây giờ khi mà quý vị đang ngồi trao đổi với nhau trước máy TV về những cái cử chỉ mang tính chất duy tâm của mình, xem ngày hôm nay mình đã đóng góp cho đội tuyển quốc gia thế nào, thì chúng tôi xin phép sẽ có 2 phút dành cho quảng cáo.